4 là có đi mấy mấy quỳ. Cụ thể là nằm trên có đi trên bụng. Bộ 1 ok nằm mà đầu qua đây. Nhớ nha. Hồi nãy là bộ 1 cái stè này kia nhưng mà qua đây. Rồi. Cái thân mà chân mình là xét ở đây. Cái lối của mình xét luôn. Xong mang tay ok tay phải cho tay trái dưới tay phải cho tay trái dưới. Khi chúng ta vẽ khu đề hay suy nghĩ đi cái đam mê đó thì nó có hai loại, một cái loại là một bỏ chân, một loại là hai chân, cái này là bỏ chân kéo lên cho người ta cái chỗ này nè, cái chỗ bị tay này nó nằm ở trên bạn đùi của mình thẳng suốt đơn chân tay ngón cái lên. Con cái lên. Nâng người lên. Cái này bẻ xuống. Rồi, chúng ta rõ chưa? Đó là một. Hai. Là mình sắp lên. Tay trái. Tay phải lên. Cái này xuống, cái này lên. Cái này xuống, cái này lên. Này là rất đau nha, tất cả mấy cầm này lên đó. Cái thứ hai, trong cái thứ hai nó có hai nhịp, một nhịp là cao thấp, kéo tay người ta thâu đứng nắm tay mình lưu xuống xíu. Cái này cực kỳ đau, cái này chỉ cần cầm xuống tay kéo đi là đau lắm, nên như đó khi tập chúng ta phải làm cực nhẹ đi. Cái thứ hai cái thứ ba đầu gối của mình chịu lên, chịu lên nắm áo vô, tay phải trong tay trái ngoài, ngay quỷ tay, ngay quỷ tay đẩy vô xoay qua, chịu vô đẩy vô, đẩy vô xoay qua, nó sẽ xoáy cái cổ đẩy vô xoay qua ha. Mình đừng có xoay cái cổ theo thì người ta đâu có đau đâu, mình phải chịu lại, chịu qua. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư, kéo, tay giữ cái này nằm lên. Cái thứ tư cũng hai bên. Vậy trong đây tất cả là cái thứ hai mấy cái? Cái thứ hai hai cái thứ tư hai cái. Rồi, nắm được chưa?